Xin chào các em. Trong buổi hôm nay chúng ta cùng nhau sẽ đề thi thử đầu tiên. Ở phần đầu tiên các em nhìn thấy là nó là một phần rất là phổ biến. Tuy nhiên cái câu đầu tiên thì nó lại khá là khó với chúng ta. Thoạt tiên thì chúng ta nhìn thấy là có thể chúng ta sẽ đoán đáp án đấy là A. Nhưng thực tế chúng ta cùng nhau nhìn xem là nó sẽ phát âm như thế nào. Câu A chúng ta sẽ không đọc là teeny. Rất nhiều bạn chúng ta sẽ đọc là teeny. Chúng ta sẽ đọc là tiny. Tiny. Câu B, chúng ta chú ý một điều đó là cái âm tss, các em tuyệt đối không được phát âm bởi vì nó là silent sound, nó là âm câm, đúng nhỉ? Do đó chúng ta sẽ đọc là island, island. Câu C rất là phổ biến rồi, chúng ta có thể đọc được luôn river, river. Và câu D chúng ta nhìn thấy là nó khá là phức tạp bởi vì nó có hơn một cách phát âm như chúng ta thường thấy. Ở đây chúng ta nhìn thấy rằng nó sẽ đọc là wind hoặc wind. Khi nào chúng ta đọc nó là wind thì các em chú ý là bản thân từ này cũng khá là phức tạp và nó mang rất nhiều nghĩa. Bản thân nó có thể vừa là động từ vừa là danh từ. Với khi nó là một danh từ thì chúng ta sẽ đọc là wind. Và bản thân nó động từ chúng ta cũng có thể đọc là wind khi nó mang nghĩa là thổi. Ví dụ như là thổi còi. Còn với cái cách phát âm là wind thì bản thân nó lại không mang nghĩa là thổi nữa mà nó là uốn lượn, nếu như là đến dòng sông hoặc là bao bọc gói. Do đó chúng ta chú ý rằng khi chúng ta nhìn thấy động từ dưới từ wind thì chúng ta có thể đọc là wind hoặc wind tùy thuộc vào từng ngữ cảnh. Do đó đáp án ở đây chúng ta chọn đó là river. Câu số 2 là một câu khá phổ biến mà tất cả chúng ta, nếu như mà chúng ta học bình thường tiếng Anh thì chúng ta cũng có thể đọc được tốt bởi vì những cái quy tắc này chúng ta đã học từ cấp 2. Đáp án A chúng ta đọc là removed. Đuôi ED chúng ta đọc là t. Câu B chúng ta đọc là washed. Câu C hoped. Và câu D missed. Đáp án chúng ta chọn đó là removed. Chúng ta cùng nhau ôn lại một chút cái cách phát âm ED. Ở đây các em nhìn thấy rằng nó có 3 cách phát âm, đúng nhỉ? Đầu tiên chúng ta có thể đọc là it. Khi nào đọc là it? Khi bản thân nó, cái động từ đấy kết thúc bằng đuôi t hoặc t. Chúng ta chú ý là đây là cách phát âm bởi vì cô để những cái chữ này ở trong slanting lines, những cái đường chéo, nó là phiên âm quốc tế. Vậy thì khi nào chúng ta đọc là t hoặc t thì có những cái cách viết phổ biến mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã biết là nó phát âm là t hoặc d. Đó là khi từ đấy nó kết thúc bằng đuôi t hoặc là t e hoặc d hoặc là d e. Ví dụ chúng ta có từ needed, wanted. Khi nào nó phát âm là t, âm này chúng ta gọi là t, thì khi động từ đó kết thúc bằng đuôi như sau. Thứ nhất là f, k, p, s, sh, ch. Thì chúng ta nhìn thấy là tất cả các âm này thì gọi là cái âm gọi là vô thanh, gọi là voiceless sounds. Những cái âm vô thanh này thì nó, đây là cách phát âm. Còn làm thế nào để chúng ta biết được cách viết? Thì các em chú ý là nó cũng khá là dễ dàng bởi vì là bản thân những cái cách phiên âm quốc tế này cũng có một phần chứa đựng đó là cách viết. Các em chú ý này, với các động từ kết thúc bằng đuôi F hoặc là FE, chúng ta có thể đọc là F hoặc GH, ví dụ như trong động từ love. Chúng ta đọc là, thêm đuôi đây chúng ta đọc là loved. Hoặc là đuôi PH. Vậy khi nào nó đọc là K thì chúng ta có rất nhiều, ví dụ như kết thúc bằng chính nó. Ví dụ kick, kicked. Hay là smoke, kết thúc bằng KE. Hoặc là có thể kết thúc bằng đuôi này, IC, ví dụ như từ panic, panicked. Đúng nhỉ? Khi nào kết thúc bằng P thì bản thân nó, chúng ta chú ý là
chính nó trước, hoặc là nó thêm đuôi e vì âm e thường là âm câm. Khi nào kết thúc là s thì phải chính nó trước, được chưa nhỉ? Và thậm chí chúng ta còn có đuôi, đấy là đuôi ce. Ví dụ như trong động từ danced. Âm này là một cái âm mà nó không có trong tiếng Việt cho nên gây khó khăn cho chúng ta. Tuy nhiên chúng ta hiểu rằng là nó cái âm, cách phát âm của nó gần giống như là âm s nặng. Chúng ta sẽ đọc là sh. Giống như là giáo viên khi muốn học sinh trật tự mà không muốn nói là các con trật tự, thì chúng ta sẽ đặt tay lên trước môi và chúng ta đọc là sh. Vậy thì cái âm đó nó giống như cái âm sh nhỉ? Và âm này, vậy thì khi nào nó đọc là sh thì các em chú ý là có một cái âm, đấy là âm sh. Ví dụ trong cái câu này, chúng ta nhìn thấy trong cái từ này, đó là wash. Và khi đọc thêm đuôi đây, chúng ta đọc là washed. Cái âm này là âm gì? Chắc chắn là trong tiếng Việt chúng ta không có rồi, nhưng mà các em chú ý rằng là nó đọc giống như âm trở nặng cho tiếng Việt. Tuy nhiên là cái khẩu hình của mâu của chúng ta tròn hơn một tí, tròn hơn một chút, chúng ta đọc là ch, ch. Ví dụ như trong từ watch. Và cái kết thúc của âm ch thường là âm ch, chúng ta sẽ đọc là watched. Đấy, như chúng ta nói là I watched TV yesterday. Khi nào đọc là t thì tất cả những âm còn lại ngoài những âm này ra chúng ta sẽ đọc là t. Vấn đề đây là chúng ta sẽ phải ghi nhớ hai âm đọc là ed, dit, và sáu âm đọc là t. Thì hai âm này thì đơn giản rồi, đúng không nhỉ? Rất là đơn giản vì nó rất là gần gũi và đặc biệt là nó cũng có ở trong tiếng Việt của chúng ta. Tuy nhiên làm thế nào để chúng ta nhớ được sáu cái âm này? Thì các em chú ý là như cô sẽ ghi nhớ nó trong câu như sau: chó sắp sủa, phố phường kêu nhỉ. Vậy thì chó là ch rồi, chúng ta nhớ là đấy là âm ch, là các là ch. Sắp sủa thì chúng ta sẽ nhớ là nó là một cái âm s nặng và một cái âm s nhẹ, nó là âm sh. Phố p, phường f, kêu k nhỉ, k. Do đó là cô cảm thấy là không hề khó khăn một chút nào khi mà chúng ta đọc âm ed. Tuy nhiên chúng ta sẽ có một số cái trường hợp gọi là exceptions, những trường hợp không phải là tuân thủ theo những cái quy tắc này thì chúng ta sẽ gặp nó ở trong cái phần nâng cao. Tuy nhiên là các em chú ý là với những cái từ này, cô tìm một điều rằng với cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là kỳ thi dành cho học sinh của tất cả mọi levels, tức là tất cả mọi cái mức độ khác nhau, cho nên chắc chắn là những cái phần này thì cũng có thể là Bộ Giáo dục sẽ ra những cái câu mà nó không quá là phức tạp. Do đó đáp án ở câu 2 chúng ta sẽ chọn đấy là đáp án A. Câu số 3 là phần liên quan đến phần trọng âm stressed. Vì với stressed thì chúng ta đã có một chuyên đề riêng về trọng âm rồi, đúng không nhỉ? Các em có thể xem lại. Chúng ta cùng nhau xem đáp án A chúng ta phát âm như thế nào. Escape, trọng âm của nó sẽ rơi vào âm 2. Câu B chúng ta sẽ đọc là before, trọng âm nó sẽ rơi vào âm 2. Câu C, enough, 2. Và đáp án D chúng ta đọc là welfare, trọng âm của nó sẽ rơi vào âm 1. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án đó là welfare, đáp án D. Câu số 4. Câu số 4 là cái phần khó hơn một chút, là bởi vì nó ở dạng nâng cao, nó ở dạng từ 3 âm tiết, đúng không nhỉ? Và câu A đầu tiên thì rất nhiều bạn chúng ta sẽ đọc là determine, bởi vì cái đuôi I, N, E chúng ta thường đọc là mine. Thực tế chúng ta sẽ đọc là determine. Cho ông nó sẽ vào âm 2. Câu B chúng ta đọc là encounter, cho ông nó rơi vào âm 2. Câu C, nó là một danh từ, chúng ta đọc là consonant. Và câu D chúng ta đọc là disaster, trọng âm của nó sẽ rơi vào âm 2. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy rõ ràng đáp án của nó đó là consonant. Chúng ta chuyển sang câu số 5. Bắt đầu từ câu số 5 đến câu số 7, đó là các câu mà liên quan đến chúng việc gần như là cấu trúc ngữ pháp. Chúng ta chỉ tìm hiểu về xem là nó sai ở chỗ nào về mặt cấu trúc ngữ pháp. Ở câu số 5, nhìn vào các đáp án ABCD thì chúng ta nhìn thấy rằng là
Chúng ta phải nhớ lại cái cụm từ mustn't have seen. You mustn't have seen Linda, for she has left for Australia for almost 2 months. Chắc chắn là cậu đã không thể nhìn thấy Linda, bởi vì cô ấy đã rời đến Úc trong vòng gần như là 2 tháng. Ở đây chúng ta nhìn thấy là đáp án chúng ta chọn đó là mustn't have seen. Vấn đề ở đây là chúng ta nhớ lại xem khi chúng ta dự đoán chính xác thì chúng ta dùng cấu trúc gì. Mustn't sẽ không được phép sử dụng trong câu dự đoán, mà chúng ta sẽ phải thay vào nó, chúng ta phải dùng can't have done. Chúng ta dịch là chắc chắn là đã không. Chúng ta chỉ dùng must cho khẳng định và chúng ta dùng can't cho phủ định. Do đó, chúng ta nhớ rằng chúng ta sẽ không bao giờ sử dụng mustn't have seen. Chị nhỉ? Đáp án chúng ta chọn đó là đáp án A. Câu số 6. It was the invention of the assembly line instead than the increase in the average pay of workers that allowed automobiles to be purchased by so many in the early years of the 20th century. Câu này chúng ta có thể tạm dịch đó là đó chính là sự phát minh của dây chuyền sản xuất. Thay vì là cái sự tăng lên trong việc trả lương cho công nhân mà cho phép cái ngành công nghiệp ô tô được mua bởi rất nhiều người ở vào những năm đầu tiên của thế kỷ 20. Vậy thì ở đây cái vấn đề là chúng ta phải nắm được cái cấu trúc, đấy là instead. Chúng ta sẽ sử dụng đáp án instead, đấy là đáp án sai. Vì sao? Chúng ta nhìn thấy là instead of, chúng ta sẽ dùng với giới từ of thay vì là instead than. Và chúng ta sẽ sửa nó thành rather than. Do đó ở đây chúng ta chú ý rằng instead of, rather than, hai cấu trúc này bằng nhau, tuy nhiên là cái từ đi đằng sau nó hoàn toàn khác nhau. Chúng ta sẽ chọn đáp án, đây là đáp án A, và chúng ta sửa thành rather. Câu số 7. Câu số 7 là một câu mà chúng ta thấy là lướt qua thì cảm tưởng như là chẳng có lỗi sai nào cả. For thousands of years, man has created sweet smelling substances from wood, herbs and flowers and using them for perfume or medicine. Trong hàng nghìn năm thì con người đã tạo ra những cái hợp chất có mùi thơm từ gỗ, cây cỏ và hoa, và sử dụng chúng trong nước hoa hoặc là trong ngành dược phẩm. Thì chúng ta chú ý rằng là ở đây chúng ta sẽ sử dụng đáp án đó là using them. Vì sao? Vì đó là cấu trúc parallelism and or hoặc là but. Với những cái từ and or but thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cụm từ tương ứng với nhau. Ví dụ ở đây, she is intelligent and beauty. Câu này là một câu sai ạ. Bởi vì làm sao ạ? Chúng ta nhìn thấy liên từ and, intelligent and beauty, nó là hai từ loại khác nhau. Do đó cái cấu trúc tương đồng này là gì? Đấy là nếu như phía trước and là một tính từ, phía sau and phải là một tính từ. Phía trước and là một trạng từ, sau and phải là trạng từ. Phía trước and là một động từ dạng phức binh thì sau nó cũng phải động từ dạng phức binh. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái từ and using them nó sẽ nối với cái động từ này, created. Do đó chúng ta sẽ sửa using them thành used them. Bởi vì tại sao? Vì cấu trúc tương đồng, chúng ta chú ý như vậy. Với cấu trúc tương đồng này thì với ba cái từ and or, but, đó là những cái từ phổ biến. Bắt đầu từ câu 8 trở đi thì chúng ta nhìn thấy là nó liên quan đến các cụm từ, các cái cụm danh từ, các cụm động từ hay là các cái từ vựng. Nó liên quan đến những cái từ chúng ta phải phân biệt xem nó khác biệt với nhau như thế nào khi nó có cùng một chủ đề. Ở câu 8 chúng ta nhìn thấy là if you have an old blanket, then adapt it along so that you have something to sit on at the beach. Nếu như cậu có một cái chăn cũ thì cậu hãy mang theo nó đi để chúng ta có thể có cái gì đó ngồi lên khi chúng ta đến bãi biển. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án đấy là bring. Với cái tại sao ta chọn bring thì chúng ta có cụm từ đấy là bring somebody or something along. Nó sẽ đồng nghĩa với cụm từ đấy là take somebody or something with you. Mang ai đó theo hoặc là cầm theo cái gì.
Chúng ta sẽ không dùng cụm từ go along vì go chúng ta không có go it along. Bản thân cái từ go along không ấy thì chúng ta nhìn thấy là nó có nghĩa là đi đến một nơi nào đó mà không có lên kế hoạch. Put a kit thì chúng ta sẽ không có những cái cụm từ nào đi kèm với along ấy cả. Chúng ta chọn đáp án A ở câu số 8. Câu số 9. Measures must be taken to stop nuclear waste being da 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 at sea. Những cái biện pháp sẽ phải được thực hiện để ngăn chặn việc xả rác thải hạt nhân vào biển, đúng không nhỉ? Chúng ta có động từ, tất cả những cái động từ này đều có nghĩa là thả nó xuống. Ví dụ như dropped, nó là đánh rơi. Left là bỏ quên, đúng không nhỉ? Dumped, đổ đống, và stored, lưu. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án đấy là dumped. Vì sao chúng ta không chọn drop? Với cái từ dumped thì chúng ta chú ý là ở đây nó là collocation. Những cái dump nó chỉ đi kèm với các danh từ như là waste, rubbish, refuse, garbage. Tất cả những từ này đều mang nghĩa là rác. Và nếu như từ drop thì chúng ta sẽ dùng cái từ litter. Chúng ta biết litter là giấy rác trên phố. Do khi chúng ta thả giấy rác drop, đánh rơi đúng không nhỉ? Thì chúng ta chỉ drop a litter, drop litter. Còn dump chúng ta sẽ phải dùng với waste, rubbish. Do đó cái cụm từ đây chúng ta cần phải học, chúng ta phải ghi nhớ, đó chính là dump, waste, drop, litter. Câu số 10 như sau. The water park we went to yesterday was fantastic, but the entrance to that was a bit expensive. Cái công viên nước ngày hôm qua chúng tôi đi thì chúng tôi đi chơi ngày hôm qua thì rất là tuyệt, nhưng mà cái gì đó vào cửa thì rất là đắt. Ở đây chúng ta có cụm từ fair, cost, expense, fee. Chúng ta sẽ chọn đáp án nào ạ? Đấy là fee. Chúng ta cụm từ như sau, đó là entrance fee, đó là phí hoặc tiền gia nhập, phí vào cửa, đúng không nhỉ? Ở đây chúng ta sẽ không dùng fair, bản thân fair cũng là phí ạ. Nhưng mà chúng ta chú ý là fair nó dùng cho các cái dịch vụ đi lại. Còn cost là chi phí, tổng chi phí cái gì đó, chúng ta không dùng với cụm từ entrance cost. Vấn đề ở đây nó là collocations, những cái cụm từ đi kèm với nhau. Ở đó chúng ta có cụm từ đấy là entrance fee. Hay expense bản thân nó, đáp án C này, nó cũng mang nghĩa là chi phí, tuy nhiên chúng ta sẽ không dùng entrance expense. Câu số 11. The couple were finally turned out by the landlord after not paying rent for 6 months. Cái cặp đôi thì cuối cùng đã bị làm sao đó bởi cái người chủ nhà sau khi không trả tiền trong vòng 6 tháng, đúng không? Chúng ta có một số những cái động từ như demolished, evicted, rejected và evacuated. Chúng ta sẽ chọn đáp án nào ạ? Đấy là đáp án evicted. Ở đây chúng ta nhìn thấy là động từ evict tức là đuổi ai ra khỏi nhà ở đất đai mà nơi đó người ta có quyền. Ví dụ như chủ nhà, bà chủ nhà, đúng không? Có quyền sở hữu nó. Đáp án reject, bác bỏ hoặc là loại bỏ một cái thí sinh hoặc là từ chối không nhận vào làm, ta dùng động từ reject. Câu evacuate, đáp án evacuate, đáp án D, chúng ta dịch là sơ tán hoặc rút khỏi đâu đó. Ví dụ như là bị động đất chẳng hạn, hay là bị bão thì mọi người phải evacuate, rút khỏi. Đối với quân sự thì chúng ta dùng rút khỏi, còn đâu bình thường chúng ta với các cái bão, những cái thảm họa thiên nhiên thì chúng ta dùng động từ mang nghĩa là sơ tán. Demolish thì bản thân nó bằng với động từ destroy, tức là phá hủy. Do đó chúng ta phải dùng cụm từ to be evicted, bị đuổi ra khỏi bởi cái bà chủ nhà. Câu số 12. I couldn't believe it when Marcy accused me of that in her relationship with Joe. Tôi không thể tin nổi là Marcy lại buộc tội tôi trong cái mối quan hệ của cô ấy với Joe. Thì ở đây cái từ accused of nó mang nghĩa rất là tiêu cực, đúng không nhỉ? Chúng ta có 4 đáp án ABCD: intervening, interacting, interfering và intercepting. Chúng ta sẽ chọn đáp án đó là interfering, đó là can thiệp vào. Tuy nhiên là chúng ta có một từ nữa cũng mang nghĩa là can thiệp, đấy là đáp án A, intervene. Bản thân cái từ này mang nghĩa là can thiệp xen vào, nhưng mà nó mang tính chất tích cực. Do đó ở đây mang nghĩa xen vào can thiệp, nhưng nó lại là mang tính tích cực, làm điều gì đấy tốt. Còn interfere, đó là can thiệp vào, quấy rầy, gây trở ngại, và nó mang nghĩa tiêu cực.
negative meaning. Interact thì chúng ta biết rồi, interact nó là ảnh hưởng lẫn nhau, tác động lẫn nhau, và intercept nó là chắn hoặc là chặn đứng cái gì đó. Do đó ở đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ chọn đáp án interfering, bởi vì cái cụm từ accused me of nó là buộc tội tôi, thì cái từ accused nó mang nghĩa rất là cái tính chất tiêu cực, đúng không nhỉ? Nó cái cảm xúc nó không tốt, rồi chúng ta sẽ dùng đáp án đấy là interfering thay vì chúng ta dùng intervening. Câu số 13. Do you believe in that old about not walking under a ladder? Cậu có tin vào cái gì gì đấy không, về việc là chúng ta đi dưới cái thang? Cái câu chuyện này thì nó liên quan đến đến việc đó là một cái tín ngưỡng, một cái sự mê tín mà người ta cho rằng là đi dưới cái thang thì nó sẽ gây ra cái điểm không tốt. Tại sao như thế? Cái câu chuyện nó quay trở về cái thời tiền sử, tức là khi mà người ta có cái hình thức đó là treo cổ. Thì chúng ta tưởng tượng là cái thang thì nó có cái hình giống như cái giá treo cổ. Và người ta tin một điều rằng nếu như mà chúng ta đi dưới cái thang, chỉ vô tình thôi đi dưới cái thang, thì nó sẽ làm cho mình có cái điểm báo là có thể là sẽ chết vào một thời gian nào gần cái thời gian chúng ta đi dưới cái thang. Do đó là sẽ có những cái thứ để chúng ta hóa giải nó. Ví dụ chúng ta đi ngược lại. Ở đây chúng ta sẽ có một số từ như cursed, misfortune, uncertainty, superstition. Chúng ta sẽ chọn đáp án đó là superstition, bởi vì nó mang nghĩa là gì ạ? Nó mang nghĩa là sự mê tín. Ở đây chúng ta có từ cursed là thề, sự lời thề. Misfortune, sự rủi ro, điều không may mắn, đúng không? Chúng ta vừa có cái cụm từ đấy là fortunate. Tính từ uncertainty thì chúng ta biết rồi, đó là không chắc chắn, certain, uncertainty. Superstition, tín ngưỡng, sự mê tín. Câu số 14. My brother together with my parents going to meet my relatives at the airport this afternoon. Anh trai tôi cùng với bố mẹ tôi sẽ gặp những họ hàng của tôi ở tại sân bay vào chiều nay. Chúng ta nhìn thấy là ở đây nó chính là một cái phần chúng ta kiểm tra lại cái verbs and subjects agreement, là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Chúng ta gạch chân cụm từ together with. Chúng ta nhìn thấy rằng với cái từ together with thì chúng ta sẽ có cái động từ hợp với cái chủ ngữ đầu tiên. Và do đó chúng ta sẽ chọn đáp án C. Cái chủ ngữ đầu tiên là my brother. Vậy thì tại sao chúng ta không chọn là was? Vì giữa ngày chân cái cụm từ này, this afternoon, nó là một buổi chiều nay, vì nó là một thời gian trong tương lai. Và chúng ta sẽ dùng was. Chúng ta có một cái cấu trúc này, cô và chúng ta sẽ cùng ôn lại. Đó là A. A đây là nó thể hiện một danh từ nối với nhau với các từ này together with, along with, accompanied by, followed by, as well as. Thì chúng ta sẽ cộng với B, tức là một cái danh từ khác giống như trên này, nó là A, nó là my brother, và B nó chính là my parents. Thì động từ nó sẽ hợp với chủ ngữ A. Chúng ta lưu ý, dù là chủ ngữ A là số ít hay số nhiều, nó đều hợp với chủ ngữ A. Do đó chúng ta lưu ý đây là cái cụm từ, đây là một cái phần quan trọng chúng ta cần phải ghi nhớ. Câu số 15 như sau. If I had attended the party last night, I would not be able to go to work today. Chúng ta sẽ gạch chân cụm từ last night và today. Hát được hai cái cụm từ, hai cái trạng từ chỉ thời gian khác nhau. Khi chúng ta nhìn thấy là hai cụm từ chỉ thời gian khác nhau thì chúng ta nhớ ngay đến câu điều kiện hỗn hợp, đúng chưa nhỉ? Và ở đây là nó là phía trước nó là quá khứ, câu điều kiện 3, phía sau chúng ta nhìn thấy là nó sẽ là câu điều kiện 2. Và đáp án của chúng ta chọn đấy là đáp án D, wouldn't be. Ở đây chúng ta ôn lại một chút câu điều kiện, cấu trúc của nó. Chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ dùng chủ ngữ cùng với had done something. Và về sau, về chính thì chúng ta dùng could, would hoặc là might do something. Câu số 16. The food being cooked in the kitchen was giving a wonderful smell. Cái thức ăn mà đang được nấu trong bếp thì đã tỏa ra cái mùi rất là thơm, đúng không nhỉ? Đây chúng ta có cái phrase verb đó là giving off, tỏa ra mùi. Chúng ta sẽ có một số cái cụm giới từ đi kèm với give, ví dụ give off, từ bỏ, đúng không nhỉ? Give off, tỏa ra, có thể là ra sức nóng hoặc là mùi hoặc là ánh sáng gì đó. Give over, chấm dứt. Chấm dứt này thì nó tưởng tượng nó giống như từ bỏ, nhưng mà nó thường nó đến một cái việc gây khó chịu.
rồi chúng ta chọn đáp án đấy là give off, tỏa ra mùi. Câu số 17. Her parents insisted that she did it until she did it her degree. Chúng ta nhìn thấy là đây nó liên quan đến cái người ta gọi là substantive mood, thức giả định. Đáp án chúng ta chọn đó là đáp án stay và finished. Rất nhiều bạn mà thưa cô, ở đây nó là nguyên thể, ở đây là quá khứ. Thì chúng ta hiểu một điều rằng đây nó chính là cấu trúc giả định, mà chúng ta nhớ lại một chút về cấu trúc giả định. Đây là sau động từ insist, động từ luôn luôn ở dạng nguyên thể should do hoặc là do something. Do đó dù insist này nó để insisted hay will insist hay insist, chúng ta vẫn để nó động từ dạng nguyên thể và không bao giờ chúng ta thay đổi dạng của nó cả. Rất nhiều bạn chúng ta nghĩ rằng câu này nó chỗ này là quá khứ, chỗ này phải là hiện tại chứ, thì câu trả lời là không, nó luôn luôn ở dạng nguyên thể. Các em nhớ cái điều đó. Và chúng ta có một series các động từ ngoài insist ta, ví dụ như động từ suggest, động từ urged, động từ demand, động từ request, động từ propose. Có rất nhiều, chúng ta sẽ ôn lại nó ở phần substantive mode, thức giả định. Câu số 18. Computers make it data for people to store information and perform their work. Máy tính thì nó làm cho thế nào đấy, mọi người lưu trữ thông tin và thực hiện công việc của họ. Thì chúng ta biết rồi, máy tính là một cái bước nhảy vọt về công nghệ, đúng không nhỉ? Và nó làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn. Ở đây vấn đề là chúng ta sẽ chọn đáp án nào. Rất nhiều bạn nghĩ rằng thưa cô, make, động từ, chúng ta dùng động từ, sau đó là trạng từ easily. Thực tế chúng ta sẽ không dùng make it easily, chúng ta dùng cụm từ much easier. Bởi vì tại sao ạ? Bởi vì make something or make it adjective, chúng ta sẽ dùng tính từ, và ở đây chúng ta chỉ có một tính từ thôi, đó là easier. Do đó chúng ta nhớ rằng ngoài make ra chúng ta sẽ có một số các cái động từ khác chúng ta cần tính từ, người ta gọi nó là linking verbs. Do đó các em xem lại phần linking verbs ở các cái chuyên đề trước. Câu số 19. I'm going to an interview. I hope I'll get the job. Please do that for me. Tớ sẽ đi đến cuộc phỏng vấn ấy, tớ hy vọng là tớ sẽ có được công việc, xin hãy gì gì đó cho tôi. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy là có rất nhiều cái cụm từ, ví dụ keep your fingers, hold your fingers crossed, hold your fingers và keep your fingers crossed. Thế đây nó là một cái idioms, nó là một cái thuật, một cái thành ngữ, và chúng ta sẽ không sử dụng nó ngoài cái đáp án, đó là đáp án D, keep your fingers crossed. Vậy thế nào là keep your fingers crossed? Các em nhìn thấy là ở đây ạ, chúng ta nhìn thấy như này. Đây là một cách để người ta thể hiện là hãy cầu chúc cho tôi may mắn đi, hãy cầu chúc may mắn cho tôi đi, hãy cầu chúc may mắn. Trong một cái cô đã từng đọc trong một cái trang web liên quan đến du lịch, người ta quảng bá du lịch, người ta có khuyến cáo rằng nếu như chúng ta đến các nước châu Âu chúng ta có thể làm như này, nhưng khi đến Việt Nam thì chớ có làm như thế, bởi vì nó sẽ gây sự hiểu nhầm. Và chúng ta hiểu rằng là với chúng ta thì thực tế chúng ta sẽ không làm cái ngón tay như thế này, nó có thể là nó hơi khác một chút, tuy nhiên là nó là một câu mà trẻ con hay chửi nhau, đúng không nhỉ? Và nếu như mà ai đó không hiểu về văn hóa, chúng ta không quan tâm đến cái chỉ tay như này, thì chúng ta người nước ngoài mà đến Việt Nam mà chúc may mắn nhé mà lại làm như thế, thì người Việt Nam sẽ cái cư xử một cách rất là khác biệt, người ta sẽ rất là tức giận, là bởi vì sao, đấy là một câu chửi. Do đó chúng ta sẽ chú ý rằng là trong quá trình chúng ta học ngôn ngữ thì cái này nó chính là cái giúp chúng ta có thể giao lưu tốt với người nước ngoài. Văn hóa là một phần rất quan trọng của ngôn ngữ nhỉ. Chúng ta chuyển sang câu số 20. Bắt đầu từ câu số 20 trở đi thì câu 20, 21 là hai câu mà liên quan đến daily conversation, tức là văn nói. Câu người ta nói gì? I won the gold medal in the race. Tớ giành thắng, tớ được huy chương vàng trong cuộc thi đấy. Và người kia sẽ trả lời thế nào? Thì chúng ta thấy là câu này người ta sẽ nói là well done, giỏi quá. I knew you could do it. Tớ biết rằng cậu có thể làm nó mà, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ không chọn những cái đáp án khác, bởi vì nó liên quan đến đừng có nói nữa hay là chúc may mắn, tất cả những cái đáp án này thì nó đều là không phù hợp. Rồi chúng ta sẽ chọn đáp án đấy là đáp án C. Câu số 21. Bạn Tom, bạn nói gì ạ? Did I, the film we watched last night, it is very interesting. Khi cái Mary nói là ôi nó thật là tuyệt, thì chúng ta sẽ hỏi là thế bộ phim hôm qua như thế nào. Rất nhiều bạn chúng ta sẽ chọn đáp án đấy là how do you think of.
Thực tế chúng ta sẽ không dùng how do you think of, chúng ta sẽ nói là what do you think of. Do đó, ai đó dùng đáp án A thì chúng ta chú ý chúng ta sẽ không dùng, mà chúng ta sẽ dùng đáp án đấy là what is your opinion about. Ý kiến của cậu là gì về? Bắt đầu từ câu số 22, 23 thì nó là câu liên quan đến các từ đồng nghĩa. Developments in micro technology computers and telecommunication are about to have a huge influence on various aspects of our lives. Phát triển trong công nghệ máy vi tính và telecommunication tức là viễn thông thì chúng ta học cái cụm từ này lớp 12 rồi, nhưng to be bound to do nó là chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng lớn ở rất nhiều, lên rất nhiều cái lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Đây chúng ta có đáp án rarely, hiếm khi, somehow, khá là uncertain, chắc không chắc chắn, và likely là dường như là. Ở đây cái yêu cầu của đầu bài nó chính là opposite in meaning. Trái ngược nghĩa là gì? Đây là chúng ta chọn đáp án, đó là đáp án C, uncertain. Câu số 23, the kidneys play a vital role in maintaining health by removing impurities from the bloodstream. Cái thận ấy thì đóng một vai trò thế nào đó trong việc duy trì cái sức khỏe bằng cách là loại bỏ những cái chất cặn bã từ cái mạch máu. Thì chúng ta chú ý là cái từ vital, chúng ta biết là thận mà hư thì khó sống nổi, đúng không nhỉ? Vậy chúng ta hiểu rằng thận đóng một vai trò rất quan trọng. Và đây chúng ta có từ viable là có khả thi, có thể thực hiện được. Vivid, sâu đậm. Trivial là thường thường. Và essential là quan trọng. Đây nên chúng ta tìm cái từ mà đồng nghĩa thì chúng ta sẽ có thể chọn essential. Như thế yêu cầu của chúng ta, đây là câu trái nghĩa và chúng ta sẽ chọn đáp án đó là trivial, thường, tức là đóng vai trò bình thường. Câu số 24 là câu mà chúng ta sẽ sử dụng cái từ có nghĩa gần nhất. Before the match, the team has been stretching to prevent injury. Trước khi mỗi trận đấu thì cái đội thường là sẽ phải kéo căng các cái cơ để tránh bị thương. Rồi chúng ta có những cái tục từ conversely, in advance, beginning with và prior to. Nếu như ai đó quen thuộc thì chúng ta nhìn thấy từ before nó rất là quen thuộc, nhưng cái từ tương ứng với before nó chính là prior to, trước. Câu số 25, the newspaper reporters bear out what the minister told yesterday. Những cái phóng viên báo chí thì đã khẳng định những cái gì mà bộ trưởng đã nói ngày hôm qua. Đây chúng ta có một số cái động từ như là defined, xác định, hay là confirm, xác nhận, support, ủng hộ, và complain, phàn nàn. Chúng ta sẽ chọn đáp án đấy là confirm, xác nhận. Câu số 26 là câu mà bắt đầu từ câu số 26, 27, 28 là câu mà liên quan đến cái phần chúng ta viết lại câu. Thực tế đây thì mỗi năm đó chính là cái câu mà chúng ta phải viết lại, đúng không nhỉ? Nó là hình thức tự luận, nhưng thực tế năm nay thì nó đã chuyển sang hình thức trắc nghiệm. Ở đây, I will take up golf this year. Tôi sẽ chơi golf năm nay. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Đáp án A sẽ được lựa chọn, bởi vì chúng ta cụm từ take off nó bằng begin to play. Bắt đầu chơi cái gì đó, bắt đầu một cái sở thích, bắt đầu một cái thói quen, chúng ta dùng take off. Do đó đáp án B là tôi sẽ xây dựng một sân golf năm nay, tôi sẽ tham gia một cuộc thi đấu golf năm nay, hay là tôi sẽ dừng chơi golf năm nay, thì đấy là những cấu trúc mà những cái đáp án chúng ta không chọn lựa. Câu số 27 như sau. I didn't know that Joe had to get up early, so I didn't wake him up. Tớ không biết rằng Joe đã phải dậy sớm, cho nên là tớ đã không đánh thức cậu ấy dậy. Ở đây các em chú ý là một loạt đáp án if, provided, unless, nó là các câu điều kiện, đúng không nhỉ? Còn much as nó là câu chỉ sự đối lập, mặc dù. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Đó là đáp án A. If I had known that Joe had to get up early, I would have woken him up. Nếu như mà tớ đã biết rằng thì tớ đã gọi cậu ấy dậy. Chúng ta sẽ không dùng đáp án provided that, vì chúng ta biết rằng provided that nó cũng mang nghĩa là điều kiện, nhưng chúng ta dịch là miễn là. Và cái câu này thì nó cũng không hề phù hợp về mặt nghĩa. Miễn là tôi đã đánh thức John dậy, tôi biết rằng anh ấy phải dậy sớm, không ổn. Hay là mặc dù John đã bị đánh thức dậy, anh ấy phải dậy sớm,
cũng không được. Hay là nếu như tôi đã không biết rằng Châu đã phải dậy sớm, tôi đã đánh thức anh ấy dậy, thì chúng ta chú ý là unless, chúng ta sẽ dịch là nếu không. Một số bạn nếu chúng ta dịch là trừ khi thì nó sẽ rất là khó hiểu. Do đó ở phần này chúng ta sẽ dịch là nếu không để tiện cho việc chúng ta hiểu cái câu đấy như thế nào. Các em nhìn thấy là ở đây nó chính là cái cấu trúc câu điều kiện loại 3. Chúng ta ôn lại một chút là chúng ta dùng had done và would, could, might, have done something. Rất nhiều bạn chúng ta sẽ dùng has done something nếu như chủ ngữ đây là she, he, it. Thì các em thực tế các em chú ý này, đấy là các cái cụm từ này nó là động từ khuyết thiếu, và sau động từ khuyết thiếu thì không bao giờ dùng have. Hay một số bạn lại phủ định ở động từ have, thì chúng ta chú ý là vì đây là động từ khuyết thiếu nên nó sẽ phủ định ở chính cái động từ này, chúng ta sẽ không phủ định ở haven't. Một số bạn nói là I would haven't done, thực tế thì chúng ta sẽ dùng là I wouldn't have done. Câu số 28. John speaks Chinese fluently because she used to live in China for 10 years. John thì nói tiếng Trung Quốc rất là thông thạo, trôi chảy bởi vì anh ấy đã sống ở Trung Quốc trong vòng 10 năm. Chúng ta nhìn thấy là ở đây lại một series các câu liên quan đến câu điều kiện. Vấn đề là chúng ta xác định xem đây là câu điều kiện nào. Các em gạch chân động từ speaks và động từ used to. Các em nhìn thấy là speaks này nó chính là hiện tại, còn used to ở quá khứ. Thì khi chúng ta nhìn thấy hai động từ ở hai thì khác nhau, chúng ta phải hiểu đây nó chính là câu hỗn hợp. Ở câu phía trước thì chúng ta mới nói với nhau rằng cô nói rằng các con nhìn thấy hai cái trạng từ thời gian khác nhau, today, last night, thì chúng ta cho rằng đấy là câu hỗn hợp. Nhưng ở đây nó lại là động từ. Thì chúng ta nói với nhau một chút về cái ngôn ngữ. Chúng ta biết rằng tiếng Anh là cái ngôn ngữ biến hình, đúng không nhỉ? Và bản thân cái động từ nó phải biến sang một dạng khác để nó chuyển thành một cái động từ mà được chia theo ở thì khác nhau. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy là chia ở hiện tại, ngôn thứ ba số ít chúng ta phải thêm s. Nhưng chia ở hiện tại tiếp diễn để nói là đang làm gì thì chúng ta lại sử dụng to be verb in. Hay là đã làm gì và vừa mới làm xong chúng ta dùng has done something. Vì chúng ta nhìn thấy là nó biến thể chính cái động từ. Cái điều này khác hẳn với tiếng Việt. Cái tiếng Việt chúng ta nó gọi là ngôn ngữ không biến hình. Do đó khi chúng ta nói là tôi đã đi chơi ngày hôm qua thì chúng ta phải thêm cái từ đã. Còn động từ đi chơi chúng ta không hề biến đổi nó. Là tôi sẽ đi chơi ngày mai thì chúng ta sẽ thêm cái tiểu từ sẽ vào để thấy rằng đấy là trong tương lai chứ không phải là hiện tại. Bản thân cái động từ đấy chúng ta sẽ không chia. Đấy là lý do vì sao khi chúng ta nhìn thấy động từ, nhìn vào động từ của tiếng Anh thì chúng ta hiểu nó đang ở thì nào. Ở đây các em phải xác định rằng nó không có trạng từ thời gian nhưng nó chính là một câu hỗn hợp bởi vì dựa vào cái động từ speaks và used to. Đáp án chúng ta chọn là phải là câu hỗn hợp, đó là đáp án nào? Đáp án D. Could not speak và she had not lived. Chúng ta cùng nhớ lại câu hỗn hợp. Các em chú ý là nó dùng để diễn tả một điều không xảy ra ở trong quá khứ và kết quả không để lại ở hiện tại. Do đó, một bên sẽ là câu điều kiện 3 và một bên sẽ là câu điều kiện 2. Đáp án D sẽ là đáp án được lựa chọn. Câu số 29. Câu số 29 là câu mà chúng ta sẽ phải kết hợp hai câu sử dụng từ nối hoặc là sử dụng mệnh đề quan hệ hoặc là sử dụng một loại mệnh đề nào đấy để nó phù hợp. Chúng ta nhìn thấy là the jeans are over there. Full stop. I told you about them last week. Cái quần jean thì ở đằng kia và tôi đã nói về nó tuần trước. Ở đây các em chú ý là ở đây nó là cái hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy là the jeans và them là hai từ mà cùng nói đến một thứ. Do đó chúng ta sẽ dùng mệnh đề quan hệ để nối. Đáp án của chúng ta chọn đó là đáp án C. The jeans which I told you about last week are over there. Ở đây chúng ta, một số bạn thưa cô, cái từ the jeans đó là từ danh từ xác định, vì có the rồi chúng ta phải dùng dấu phẩy thì câu trả lời là không ạ. Chúng ta sẽ có một số những loại hữu hạn, một số cái danh từ được coi là danh từ xác định. Chúng ta xem lại cái phần mạo từ thì chúng ta thấy là trong phần mệnh đề quan hệ không xác định thì chúng ta thấy là chúng ta chỉ có một số ít những cái danh từ thôi. Đây the jeans không nghĩa là nó không xác định. Đáp án A tại sao lại sai? Chúng ta nhìn thấy là đại từ quan hệ này nó luôn luôn bổ nghĩa danh từ phía trước nó. Do đó whom ở đây không phù hợp với từ jeans. Whom nó dùng chỉ người, jeans là chỉ vật. Đáp án B thì sao?
Ở đây chúng ta nhìn thấy là chúng ta sử dụng đặt từ quan hệ which để thay thế cho them. Sau đó chúng ta sẽ bỏ them đi và chúng ta chỉ dùng which thôi. Đáp án D vì sao không phù hợp? Chúng ta nhìn thấy about that. That thì chúng ta thấy là có một số trường hợp chúng ta không được phép dùng that, trong đó có trường hợp đấy là phía trước nó là một giới từ. Do đó đáp án D của chúng ta không được chấp nhận. Đáp án chúng ta chọn là đáp án C. Câu số 30 như sau. The government plans to help the poorer countries. It plans to cancel all the world debt. Cái chính phủ thì lên kế hoạch là sẽ giúp đỡ các nước nghèo hơn. Và nó lên kế hoạch đó là xóa nợ cho tất cả các nước thế giới thứ ba. Trong đó Việt Nam mình là một cái nước trong số những nước thế giới thứ ba, nước kém phát triển. Hiện nay thì đang phát triển rồi nhưng mà vẫn nằm trong số những nước rất là chậm tiến bộ. Câu A, B, C chúng ta chú ý là chúng ta sẽ chọn đáp án B. Tại sao chúng ta thấy là câu này chúng ta có thể tạm dịch là chính phủ đưa lên kế hoạch giúp đỡ người nghèo bằng cách là hủy, canceling, hủy tất cả những cái nợ nần ở thế giới thứ ba. Đáp án A tại sao không đúng? Chúng ta nhìn thấy từ so that là để, đúng nhỉ? Chính phủ lên kế hoạch giúp đỡ người nghèo hơn để nó có thể thì không đúng rồi. Hay là đáp án C, in case là phòng khi. Chính phủ lên kế hoạch hủy tất cả nợ nần phòng khi là nó giúp các nước thứ ba thì các nước kém phát triển hơn thì không đúng. Đáp án D thì chúng ta nhìn thấy là có từ with a view to canceling. Cộng từ cái cụm with a view to verb in nó sẽ bằng với cái cụm từ đó là gì ạ? Đó là so that. Để làm gì? Chỉ khác là đây là một cụm từ để chỉ mục đích, còn bên trên chúng ta dùng mệnh đề chỉ mục đích. Do đó chúng ta nhìn thấy đáp án A và D tương đồng về mặt nghĩa, chúng ta sẽ không sử dụng đáp án đấy. Chúng ta chỉ dùng đáp án B thôi. Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu số 31. Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu số 31. Từ câu 31 đến câu 35 là phần liên quan đến đọc hiểu và phần bài điện tử đục lỗ nhỉ. Chúng ta chú ý rằng là ở cái phần này thì nó ngoài cái từ vựng ra thì cấu trúc ngữ pháp cũng là một phần rất là quan trọng. Ví dụ như giới từ hay là những cái collocation, những cái cụm danh từ, những cụm động từ. Ví dụ như câu 31 chẳng hạn, chúng ta nhìn lên trên bảng. Ở đây chúng ta có từ many things. Thì cái từ nào có thể điền, các tính từ nào có thể điền vào trong số 4 tính từ này, điền vào chỗ này. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ có duy nhất một tính từ, đó là tính từ great. Chúng ta sẽ không thể dùng large, pra hay là deal là bởi vì chúng ta có cụm từ đấy là a great, good, many things. Cái cụm từ này nó sẽ bằng từ many things. Cái từ things này chúng ta hoàn toàn có thể thay nó bằng những cái danh từ khác thay vì từ things. Do đó, các em chú ý rằng với cái cụm từ there are many things thì chúng ta chỉ có thể thay bằng một trong hai tính từ đấy là great hoặc là good. Cái phần này chúng ta có thể tạm dịch như này, mặc dù là không cần thiết phải dịch nhưng chúng ta có thể tạm dịch như này. Cái câu hỏi đầu tiên mà chúng ta có thể hỏi đó là chúng ta có thể học được gì ở trong trường cao đẳng hoặc là trường đại học, cái mà sẽ giúp đỡ chúng ta, hỗ trợ chúng ta trong việc trở thành một nhân viên. Trường học thì dạy rất nhiều thứ về giá trị của giá trị đối với một với những cái toán bác sĩ hay là một thợ điện trong tương lai. Họ có dạy những thứ liên quan đến một cái người nhân viên trong tương lai không? Có. Câu trả lời là có. Họ dạy một thứ cái mà có lẽ rất là giá trị cho cái người nhân viên trong tương lai phải biết, nhưng rất ít sinh viên để ý đến việc học nó. Cái câu đầu tiên này chúng ta thấy là chúng ta sẽ không nhất thiết phải sử dụng, chúng ta không nhất thiết phải dịch, nhưng mà cái cấu trúc mà chúng ta có đó là cấu trúc bên dưới, chúng ta note nó lại. Ở câu số 32, ở đây thì chúng ta nhìn thấy là đằng sau nó chúng ta có cụm từ đấy là your own thoughts. Vấn đề ở đây là chúng ta có rất nhiều các cái động từ để chúng ta điền vào. Ví dụ đầu tiên là interpret, give out, transfer và present. Chúng ta có thể tạm dịch cái phần này như thế này. Cái nền tảng cơ bản đó là cái kỹ năng để sắp xếp cũng như là thể hiện ý kiến của mình trong việc trong nói và trong việc viết. Điều này có nghĩa là cái sự thành công của bạn khi trở thành một người nhân viên
nó phụ thuộc vào khả năng giao tiếp với những người và trình bày ý kiến của bạn, đúng nhỉ? Vậy thì cái từ nào, động từ nào, từ trình bày, chúng ta chú ý là chúng ta sẽ giữ động từ đấy là động từ present. Vì sao? Các em nhìn thấy là với từ interpret thì nó mang nghĩa là giải thích nghĩa một từ hoặc là dịch. Transfer chúng ta mang nghĩa là truyền tải, nhưng mà truyền tải cảm xúc hoặc là bệnh tật hoặc sức mạnh. Give out tức là cạn kiệt hoặc là dừng hoạt động. Chúng ta thấy là cái động từ give out nó cũng có nghĩa là tỏa ra cái gì đó, đúng không nhỉ? Present trình bày. Từ đó đây chúng ta thấy là cái việc thành công, cái khả năng thành công nó chính thành công của một nhân viên nó phụ thuộc vào cái khả năng trình bày ý kiến của mình và cái ý tưởng của mình với những người khác, do đó họ có thể hiểu những gì mà bạn muốn nói và họ sẽ bị thuyết phục nhỉ. Câu số 33. Chúng ta nhìn thấy là ở đây chúng ta có động từ depends. Thì tất nhiên là depends chúng ta sẽ dùng depends on rồi. Ở đây chúng ta đều có giới từ on, tuy nhiên là most hay là much, là almost hay là most on hay là much on hay là on much. Thì chúng ta sẽ nhìn cái câu này để chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta sẽ không phải sử dụng dạng so sánh nhất ở đây. Chúng ta sẽ dùng cái tính từ thôi, chúng ta dùng tính từ much. Tuy nhiên chúng ta dùng cái từ nào? Chúng ta sẽ chọn đáp án đấy, đáp án C, depends much on. Là vì cái much này nó là trạng từ, thế chúng ta sẽ phải để nó ngay sau động từ. Câu số 34. Chúng ta nhìn thấy là chỗ này chúng ta sẽ phải dịch một chút liên quan đến câu 34, bởi vì nó liên quan đến cái từ mà chúng ta sẽ chọn, bao gồm những từ như là method, skill, way và patterns. Method là phương pháp, way cách thức, đúng nhỉ? Skill kỹ năng và patterns đấy là cái hình mẫu. Expressing one's thought is one skill that the school can really teach. Đây là diễn đạt ý tưởng của mình thì là một trong số những kỹ năng mà trường học đã dạy, thực sự dạy. Cái nền tảng cơ bản cho thì chúng ta nhìn thấy là expressing one's thought is one skill. Vậy thì nó là cái kỹ năng rồi, thì chỗ này chúng ta sẽ nói là cái nền tảng cho cái kỹ năng này trong cái việc diễn đạt là phải được đưa ra rất là sớm, được đặt nền móng rất là sớm. Rồi chúng ta sẽ chọn đáp án đấy là skill, rất là đơn giản. An interest in and an ear for language. Ở đây chúng ta có cụm từ interest thì chúng ta biết rồi, đây là sự thích thú. An ear for language nó là một cái khả năng ngôn ngữ bẩm sinh nhỉ. Câu số 35, chúng ta nhìn thấy là có rất nhiều các sự lựa chọn về từ. Vấn đề là chúng ta sẽ phải biết được cái từ nào đi kèm cái giới từ này. Chúng ta nhìn thấy là với cái từ habit, thói quen, routine, hoạt động hàng ngày, trend, xu hướng và hobby, sở thích. Thì chúng ta cùng nhau dịch một chút cái phần này. Những cái trải nghiệm trong việc sắp xếp ý tưởng cũng như là dữ liệu, trải nghiệm trong việc gạt bỏ những cái thứ không tương đồng, và hơn hết đó là cái việc sử dụng ngôn ngữ. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy là cái thói quen sử dụng ngôn ngữ là xu hướng sử dụng ngôn ngữ. Thì lưu ý là với từ of chúng ta chỉ có thể sử dụng với từ habit. Do đó đáp án chúng ta chọn đấy là habit. Vì sao? Vì với cái từ trend chúng ta chỉ dùng với giới từ for, trend for something. Nếu như bạn không đặt nền móng những cái thứ này trong những cái năm bạn học ở trường thì bạn sẽ không bao giờ có cơ hội lần nữa. Do đó qua cái bài học này thì chúng ta nhìn thấy một điều gì, đó là chúng ta hãy học cách diễn đạt trong văn nói và văn viết ngay từ khi mà chúng ta ngồi trong trường cấp 2, cấp 3 hay là trường đại học, đúng không nhỉ? Đấy là một cái kỹ năng rất là cần thiết để khi chúng ta có thể, khi chúng ta đi làm việc thì chúng ta thành công trong, khi chúng ta là một người nhân viên thì chúng ta thành công trong việc chúng ta diễn đạt ý tưởng của mình cho người khác hiểu, sắp xếp ý tưởng của mình làm sao mà nó logic nhất để nó hiệu quả nhất trong công việc. Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu 36. Bắt đầu từ câu 36 trở đi đến hết câu 50, đó là câu liên quan đến các bài đọc hiểu. Các em nhìn thấy là ở bài này thì cái bài chủ đề nó nói là sea cucumbers, nó là con dưa biển hay người ta gọi là con hải sâm. What does the passage mainly discuss? Cái đoạn văn nói chủ yếu nói về con gì?
Chúng ta có đáp án A, the reason for the sea cucumber's name. Lý do là tại sao con rơi biển có cái tên đó. Thì ở đây nó chỉ là một phần rất nhỏ. Đáp án chúng ta chọn đấy là đáp án B. What makes the sea cucumber unusual? Tại sao chúng ta chọn nó là unusual? Thì ở các bạn, các em nhìn thấy là ở đoạn 2, đoạn 3 thì nó đều nói đến, các đoạn sau nó đều nói đến cái việc nó giải thích là tại sao nó lại bất thường, nó rất là lạ lùng, nó rất là kỳ lạ, bởi vì nó cả trong tất cả mọi thứ, đúng như từ hình dạng đến thói quen, tập tính ăn uống lẫn tập tính ở, tập tính sinh hoạt của nó. Do đó chúng ta chọn đáp án B. Đáp án C là how to identify the sea cucumber. Làm thế nào có thể phát hiện ra dưa biển? Nó chỉ là một phần rất nhỏ của bài. Places where the sea cucumber can be found. Nơi mà nó có thể được tìm thấy thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ chọn nó, bởi vì ngay cái dòng đầu tiên của đoạn 1. Certainly no creature in the sea is older than the common sea cucumber. Tất nhiên là không loài nào ở chợ dưới biển lại có thể lạ lùng hơn cái loài dưa biển. Câu số 37. The word bizarre is closest meaning to. Cái từ bizarre thì nó gần nghĩa với từ nào nhất? Chúng ta có từ đầu tiên đấy là odd, lạ, kỳ. Marine, biển, simple, đơn giản, rare, hiếm. Chúng ta sẽ chọn đáp án đấy là odd. Bởi vì tại sao ạ? Bởi vì chúng ta thấy là ở ngay cái đoạn 1 người ta dùng những cái nhiều cái từ liên quan đến từ lạ lùng, kỳ lạ. Ở đây ngoài từ bizarre thì các em nhìn thấy cái từ eccentricity cũng là một từ liên quan đến, cũng mang nghĩa là lạ lùng. Do đó ở bài này chúng ta tìm được rất nhiều các từ mang nghĩa là lạ lùng. Ở câu số 38. Theo như đoạn văn thì tại sao cái hình dạng dưa biển như thế nó lại quan trọng? Chúng ta nhìn thấy là đáp án A, it helps them to digest the food. Nó giúp cho con dưa biển có thể là tiêu hóa thức ăn. Đáp án B, it helps them to protect themselves from danger. Nó giúp cho chúng, bảo vệ chúng thoát khỏi những nguy hiểm. It makes it easier for them to move through the mud. Cái hình dạng đấy thì khiến cho nó giúp, hỗ trợ nó trong việc di chuyển dễ dàng hơn ở trong bùn. It makes them attracted to fish. Nó khiến cho cái hình dạng đó, nó khiến cho chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với cá. Thế chúng ta sẽ chọn đáp án đây là đáp án B. Vì sao? Các em nhìn thấy ở ngay trong đoạn 3. Usually the creatures are cucumber shaped, hence the name. And because they are typically rock inhabitants, this shape combined with flexibility enable them to squeeze into crevices where they are safe from predators and ocean currents. Thường là những cái loài dưa biển giống như thế này, giống như cái tên của nó, và cũng bởi vì là chúng là những cái sinh vật mà thường sống ở trong trên đá, và cái hình dạng này thì kết hợp với cái sự linh động thì khiến cho chúng có thể nép vào những cái kẽ đá, nơi mà chúng an toàn khỏi những con động vật ăn thịt và cái dòng hải lưu. Cái dòng hải lưu mạnh quá cuốn nó đi, đúng không nhỉ? Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là safe from predators, nó sẽ tương với predators and ocean currents, nó sẽ tương với protect themselves from danger. Câu 39 như sau. The words this faculty refers to the sea cucumber's ability to. Cái từ this faculty này nó đề cập đến cái khả năng gì của con dưa biển. Và chúng ta nhìn thấy là đáp án A, squeeze into crevices, nó có thể nép vào trong những cái kẽ nứt, khe nứt của đá, đúng không nhỉ? Devour all available fruit in a short term, nó có thể ăn ngấu nghiến tất cả các thức ăn trong một thời gian rất là ngắn. See, suck off mud or sand, nó có thể hút bùn hoặc là hút cát. Did live at a low metabolic rate, nó có thể sống ở một cái đời sống trao đổi chất rất là thấp. Chúng ta sẽ chọn đáp án đấy là đáp án D. Vì sao? Các em nhìn thấy là ở bên dưới đoạn 4, sea cucumbers have the capacity to become quiescent and live at a low metabolic rate, feeding sparingly or not at all for long periods, so that the main marine organisms have, that provide their food have a chance to multiply,
If it were not for this faculty. Lúc này chúng ta nhìn thấy là cái loài rơi biển thì có khả năng trở nên không hoạt động nhỉ? Quiescent trở nên không hoạt động, hoặc là sống bằng cái quá trình trao đổi chất rất là thấp, hoặc là thậm chí còn không trao đổi chất trong một thời gian rất là dài. Do đó là những cái loài sinh vật biển nên mà cung cấp thức ăn cho nó thì có thể có cơ hội để sinh sôi nảy nở. Nếu như không phải cái này là cái khả năng này là khả năng nào ạ? Khả năng đó là sống, cái quá trình trao đổi, sống trong cái quá trình trao đổi chất rất là thấp, hoặc là thậm chí là không trao đổi chất, thì chúng ta sẽ chọn đáp án, đó là đáp án D. Câu số 40, the fourth paragraph of the passage primarily discusses. Cái đoạn văn thứ tư thì chúng ta đề cập đến cái gì? Chúng ta sẽ chọn đáp án, đó là đáp án C, the eating habits of sea cucumbers, cái thói quen ăn uống vì sao. Thì ở ngay cái câu đầu tiên chúng ta nhìn thấy là although they have voracious appetites, eating day and night, sea cucumbers have the capacity to become quiescent. Chúng ta nhìn thấy là cái appetite này, ngay cái câu đầu tiên nó thể hiện nó chính là eating habits. Câu số 41, the phrase cast off is close its meaning to. Cái từ cast off nó tương ứng với từ gì? Chúng ta sẽ chọn đáp án đấy là get rid of. Vì sao? Cái từ get rid of này nó mang nghĩa là vứt đi, quăng đi, ném đi. Ngay ở đoạn 5 thì chúng ta nhìn thấy là it measures enemies are fish and crabs when attacked, it's crushed or its internal organs into the water. It also casts off attached structures such as tentacles. Chúng ta nhìn thấy cái từ cast off sẽ tương với từ squirt, đúng không? Và những cái từ này thì nó mang nghĩa là ném đi. Với những cái thù là cá hoặc là cua, khi mà bị tấn công ấy, thì nó sẽ cắt bỏ tất cả những cái bộ phận bên trong của nó vào trong nước. Và nó cũng có thể quăng bỏ những cái bộ phận mà giống như là cái xúc tu chẳng hạn. Đấy, thì là chúng ta sẽ từng dùng cái từ cast off, sẽ tương với từ get rid of, vứt bỏ. Câu số 42, which of the following not cause sea cucumber to release its internal organs into water? Cái nào trong số cái sau mà không phải là nguyên nhân để khiến cho con rơi biển nó cắt bỏ một phần bộ phận của nó, vứt vào trong nước? Đáp án A là attach, tức là sự động chạm. B, food, thức ăn. Đáp án C, unusually warm water, nước nóng bất thường. Và pollution, đáp án D, ô nhiễm. Thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ chọn đáp án B, food. Vì sao? Các em nhìn thấy vào đoạn 5, các em nhìn vào đoạn 5 thì chúng ta nhìn thấy rằng ở đây, the sea cucumber will eviscerate and regenerate itself if it is attacked or even touched. Cái con này nó sẽ cắt bỏ hoặc là nó sẽ tái tạo lại những cái bộ phận chính của nó nếu như nó bị tấn công, hoặc là thậm chí bị chạm thôi. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy touched với cả attached, đúng không? It won't do the same if the surrounding water temperature is too high. Vậy thì ở đây surrounding water temperature is too high sẽ tương với unusually warm water. Or if the water becomes too polluted, ở đây nó chính là pollution. Đáp án chúng ta chọn là đáp án B. Bắt đầu từ câu số 43 đến hết câu 50 cũng là bài đọc hiểu thứ hai. Bài đọc hiểu này thì chúng ta nhìn thấy là nó nói đến cái gọi là trí nhớ của con người, so sánh giữa trí nhớ của con người với cái trí nhớ của một cái máy tính. Chúng ta nhìn thấy là compared with a computer, human memory is. So sánh với cái máy tính thì trí nhớ con người thì thế nào? Đáp án A, more complex, phức tạp hơn. B, more limited, nó hữu hạn hơn. C, less dependable, nó kém phụ thuộc hơn. D, less durable, nó có thể kém chịu đựng hơn. Lúc này chúng ta sẽ chọn đáp án đấy là more complex. Vì sao? Các em nhìn thấy là ngay đoạn 1 người ta nói là human memory formerly believed to be rather inefficient and is really more sophisticated. Ở đây cái từ sophisticated nó sẽ tương với từ complex. Hai từ này là từ mang nghĩa
gọi là từ đồng nghĩa. Do đó chúng ta chú ý là đối với bài đọc hiểu thì việc tích lũy từ để có những từ đồng nghĩa rất là quan trọng. Đáp án chúng ta chọn đây là đáp án A. Câu số 44, the word that refers to, the that đề cập đến cái gì? The computer, cái máy tính, the efficiency, đó là sự hiệu quả, the sophistication, sự phức tạp, và the memory, trí nhớ. Chúng ta sẽ chọn đáp án đấy là the memory. Vì sao? Vì chúng ta nhìn thấy cái đoạn đầu tiên, human memory formerly believed to be rather inefficient is really more sophisticated than that of a computer. If that of a computer, nó chính là the memory of a computer. Trí nhớ con người thì thường trước đây người ta tin là nó không hiệu quả, và thì thực sự là rất là phức tạp hơn cái của một máy tính. Thì lúc này chúng ta nhìn thấy là chúng ta chọn cái từ that, tương ứng với là that, the memory of a computer. Câu số 45, according to the passage, researchers have concluded that. Theo như đoạn văn thì những cái nhà nghiên cứu đã kết luận là gì? The mind has a much greater capacity for memory than that, than was previously believed. Cái bộ não chúng ta thì có cái khả năng ghi nhớ lớn hơn là so với những gì mà người ta đã từng nghĩ đến nó. B, the physical basis for memory is clear. Những cái nền tảng cơ bản về mặt cấu trúc vật lý của trí nhớ thì rất là rõ ràng. Đáp án C, different points of view are valuable. Rất nhiều nhiều ý kiến khác nhau thì đều có giá trị. Human memory is inefficient. Cái trí nhớ con người thì thường là không hiệu quả lắm. Chúng ta chọn đáp án đấy là đáp án A. Vì sao? Chúng ta nhìn thấy là ở ngay cái đoạn 1 thì chúng ta có cụm từ đấy là the great deal more stored. The great deal more stored tức là greater capacity. Nó được lưu trữ nhiều hơn. Has been generally supposed. Nó chính là cụm từ was previously believed. Thì thay vì người ta sử dụng động từ believed, người ta dùng động từ supposed. Thay vì từ do đó là chúng ta nhìn thấy là cái cụm từ này nó là những cái từ gọi là paraphrase của những cụm từ phía bên trên, đúng không nhỉ? Trong bài câu này chúng ta có thể tạm dịch như sau. Các nhà nghiên cứu thì tiếp cận vấn đề từ nhiều cái góc độ khác nhau, từ nhiều quan điểm khác nhau, đã kết luận một điều rằng có nhiều thứ được lưu trữ ở trong đầu hơn là những gì mà trước đây chúng ta đã từng nghĩ về nó. Câu số 46. How did Penfield stimulate dreams and other minor events from the past? Penfield đã làm thế nào để có thể kích thích được những cái giấc mơ hay là những cái sự kiện từ ở trong quá khứ, là nhớ lại những cái sự kiện trong quá khứ. By surgery, bằng cách là phẫu thuật. By electric stimulation, bằng cách sử dụng điện để kích thích. By repetition, bằng cách là nhắc đi nhắc lại. Và by chemical stimulation, tức là bằng cách kích thích bằng hóa chất. Nên chúng ta chọn đáp án đấy là B, by electrical stimulation. Ở đây trong bài đọc hiểu thì chúng ta nhìn thấy là cái từ keyword nó là Penfield stimulate. Ở đây này người ta dùng từ đấy là stimulating. Thay vì stimulation, người ta dùng stimulating their brain electrically. Người ta sử dụng electric stimulation thay vì là stimulating their brains electrically. Kích thích bằng điện, đúng không nhỉ? Do đó nó là một cách chúng ta diễn đạt khác nhau. Bằng cách một bên trên người ta sử dụng đáp án cụm danh từ, bên dưới người ta sử dụng động từ và trạng từ. Câu số 47, the word illicit is closest meaning to. Cái từ illicit từng với từ gì? Cái từ illicit này thì bản thân nó có mang nghĩa là proof, chứng minh không, prevent, ngăn cản, cause, gây ra và reject. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án đấy là đáp án C, cause. Vì sao? Chúng ta nhìn thấy là với cái câu này từ illicit chúng ta có thể dịch là ông ấy có thể khiến cho ông ấy có thể gợi lại hoặc là gây ra những cái toàn bộ những sự hồi tưởng về những cái sự kiện rất là cụ thể trong cái
thì trong cái cuộc, trong cái chủ thể mà ông ấy thí nghiệm nhỉ. Đáp án chúng ta chọn là đáp án C, course. Câu số 48. According to the passages, the capacity for the storage in the brain. Theo như đoạn văn thì cái khả năng lưu trữ thông tin ở trong não thì thế nào? Đáp án A can be understood by the examining the physiology. Đáp án B by is stimulated by patterns of activities. C has limited combination of relationship và D is not influenced by repetition. Ở lúc này thì chúng ta nhìn thấy là trong bài đọc chúng ta sẽ chọn đáp án B, bởi vì chúng ta nhìn thấy là cái đoạn này người ta có một câu đó là stimulated by patterns of activities. Thì cái khả năng lưu trữ của nó có thể được kích thích bởi những cái hình thức hoạt động khác nhau. Câu số 49. The word bonds means, cái từ bonds nó có nghĩa là gì? Promises, agreement, connections and responsibilities. Chúng ta sẽ chọn đáp án đó là connections, thế là sự kết nối. Ở đây chúng ta nhìn thấy là to say that another way, improved performance is the result of strengthening the chemical bonds in the memory. Cái hiệu suất làm việc, nói một cách khác đấy là cái hiệu suất làm việc đấy là kết quả của việc đẩy mạnh những cái kết nối trong kết nối học trong não. Thì cái từ bonds này sẽ tương với từ connections. Câu số 50. All of the following are true of memory trace except that. Tất cả những cái sau đúng về dấu vết lưu lại trong ký ức. Đó là lúc này chúng ta nhìn thấy là trong bài đọc hiểu chúng ta sẽ chọn đáp án B, vì là chúng ta nhìn thấy the memory trace is not subject to direct objection. Tức là cái ký ức trong não bộ thì nó sẽ không phụ thuộc vào việc đấy là chúng ta quan sát trực tiếp. Nó không thể được quan sát trực tiếp. Do đó chúng ta chọn đáp án B, đấy là it is able to be observed. Vì nó không thể quan sát trực tiếp, vì này nó có thể quan sát trực tiếp. Đây là hai cái ý kiến mà đối lập với nhau. Do đó cái câu 50 này chúng ta sẽ chọn đáp án này là đáp án B. Chúng ta chú ý là với bài đọc hiểu thì cái việc chúng ta paraphrase rất là quan trọng. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đến phần tổng kết lại toàn bộ những cái cấu trúc hoặc là những cái cụm từ mà cô lưu ý với chúng ta. Trên là chúng ta cần quan tâm đến phần đó là phát âm đuôi ED. Chúng ta nhớ là chó sắp sủa phố phường kêu, đúng không nhỉ? Chó sắp sủa đấy là ch, sh, s, p, k, f, đấy là các âm mà chúng ta sẽ đọc là t. Còn ED, t, d, chúng ta sẽ đọc là t. Với trọng âm của từ thì chúng ta chú ý là trọng âm của từ có 2 âm tiết hoặc là 3 âm tiết thì chúng ta học lại phần trọng âm. Cấu trúc dự đoán chính xác thì chúng ta nhớ rằng với cái cấu trúc dự đoán chính xác thì chúng ta sẽ dùng must cho khẳng định và can't cho phủ định. Trong đó nếu như mà chúng ta nói ở hiện tại thì chúng ta dùng do something. Ở hiện tại tiếp diễn, chúng ta hiện tại tiếp diễn, chúng ta dùng be verb in. Và nếu như là quá khứ, chúng ta dùng must have phần thứ hai. Cấu trúc tiếp theo chúng ta quan tâm đó là rather than. Nó sẽ bằng với instead of. Cái cấu trúc thứ năm chúng ta nhớ, chúng ta cần lưu ý đó là cấu trúc tương đồng với and, or và but. Tức là gì? Tức là phía trước nó là từ loại nào thì phía sau nó từ loại đó. Phía trước nó là tính từ thì sau nó là tính từ. Trước nó là danh từ, sau là danh từ. Trước nó là trạng từ thì sau nó phải là trạng từ. Nếu trước là động từ là verb in thì sau phải là verb in. Để chúng ta lưu ý như vậy. Cái thứ sáu chúng ta quan tâm đó là cụm giới từ. Trong đó có từ bring something along, give off hoặc là take out. Yeah. Mang theo hoặc là tỏa ra hoặc là bắt đầu một cái sở thích nào đó. Cái sự khác biệt giữa intervene và interfere, hai từ này nó đều mang nghĩa là can thiệp vào, nhưng mà một cái là intervene mang nghĩa tích cực, còn interfere mang nghĩa tiêu cực. Chúng ta chú ý như vậy, phụ thuộc ngữ cảnh để chúng ta sử dụng. Cái thứ 8 chúng ta quan tâm đấy là câu điều kiện.
Được, câu điều kiện 3 và câu điều kiện hỗn hợp. Thì các em chú ý là câu điều kiện hỗn hợp là câu điều kiện mà diễn đạt sự việc không xảy ra trong quá khứ và kết quả không để lại ở hiện tại. Lúc này chúng ta thấy là nó sẽ có hai cái trạng từ thời gian khác nhau. Một cái là ở quá khứ, một cái là hiện tại. Lúc này chúng ta chắc chắn phải dùng dạng hỗn hợp. Nếu như không có trạng từ thời gian khác nhau thì chúng ta phải quan tâm xem động từ nó có khác nhau hay không. Dù một cái là hiện tại, người ta thêm S, một cái là quá khứ, một bên là quá khứ, ta thêm ED, thì lúc đấy chúng ta chú ý rằng nó chính là loại câu hỗn hợp. Chúng ta cấu trúc tiếp theo chúng ta quan tâm đấy là cấu trúc make something or make it active. Sao make chúng ta dùng tính từ thay vì chúng ta dùng trạng từ. Số 10, chúng ta chú ý là chúng ta sẽ dùng insist với cái động từ do hoặc should do something. Sau insist, động từ sẽ không chia, hoặc chúng ta sử dụng động từ should do. Lưu ý là như vậy. 11 là thành ngữ keep your fingers crossed. Và chúng ta nhớ rằng là đây là một cái thành ngữ mà chúng ta sẽ sử dụng phổ biến ở các nước sử dụng tiếng Anh, đúng không nhỉ? Còn với Việt Nam thì chúng ta lưu ý là chúng ta khi dùng cái đó thì chúng ta cũng chỉ dùng với người nước ngoài thôi, còn chúng ta không dùng được với các bạn bè của mình ở trong nước. Phần tiếp theo đó là các cái từ mà cô muốn chúng ta lưu ý ở đây. Đây là các cái cụm từ mà nó thường hay sử dụng. Ví dụ đầu tiên chúng ta có từ dump waste, đổ rác, đúng không nhỉ? Ngoài waste ra thì chúng ta có thể dùng từ garbage, trash. Chúng ta nhớ là với từ litter chúng ta dùng drop litter. To be evicted by, bị tống cổ, bị đuổi khỏi bởi ai đó. Superstition, mê tín. Bound, cái từ bound là chắc chắn, tương ứng với nó là certain, chắc chắn, và đối lập với nó sẽ là uncertain, không chắc chắn. Vital means important, rất là quan trọng, đúng không nhỉ? Và đối lập với nó sẽ là trivial, bình thường, không quan trọng. Từ before, một từ khác từ before nó là prior to, chúng ta lưu ý. Bear out, confirm, xác nhận. Cái cụm từ chúng ta chú ý đó là a good great many. Sau nó chúng ta dùng dạng danh từ số nhiều. Trong cái bài đọc hiểu đó là a good great many things. Tiếp theo, cái cụm từ tiếp theo chúng ta chú ý là một series các từ mang nghĩa kỳ lạ, lạ lùng ở trong bài đọc hiểu. Đó là odd, bizarre, eccentric, unusual, peculiar. Đây là cái từ mà chúng ta nhìn thấy nó sẽ xuất hiện, nó đã ở trong bài đọc hiểu. Tất cả những cái từ này nó đều mang nghĩa là gì? Nó mang nghĩa là kỳ lạ, lạ lùng. Và danh từ của nó là gì ạ? Eccentricity, peculiarity. Đây là những cái danh từ chúng ta chú ý. Eccentricity, peculiarity. Từ tiếp theo chúng ta quan tâm đó là từ faculty. Faculty này nó mang nghĩa là tài năng hoặc là khả năng nhỉ? Số 12, castle or squat, eviscerate, grab rid of. Các cái cụm từ này nó mang nghĩa là cắt bỏ, vứt bỏ, remove something. Số 13, number 13, sophisticated hoặc là complex. Là cái từ mà chúng ta nhìn thấy là nó đều mang nghĩa là gì ạ? Phức tạp, tỉ mỉ hay là rất là tinh tế, tinh vi. Đấy, những cái từ illicit nó sẽ tương với từ cause, gây ra. Bond or connection, mối quan hệ. Stimulate, tác động, đúng không nhỉ? Và danh từ nó là stimulation, stimulating. Danh từ và tính từ đó là sự tác động hoặc là sự khuyến khích. Memory trace, đây là cái cụm danh từ mà nó là collocation, nó chỉ đi kèm với từ memory trace, nó là dấu vết trong ký ức. Brain cell, nó là cái gì ạ? Tế bào não. Emerge hoặc là cái động từ appear, chúng ta nhìn thấy hai cái từ này nó xuất hiện trong bài đọc hiểu. Đây là những cái cụm từ mà cô nhìn thấy là các cái từ giống nhau, cái từ đồng nghĩa nó xuất hiện cùng nhau. Xuất hiện internal là bên trong và external là bên ngoài. Để chúng ta nói internal part, những cái bộ phận bên trong cơ thể, ví dụ như ruột thì là gan, đúng không? Là external part, nên là cái bộ phận bên ngoài. Thì đây là những cái cụm từ mà cô
muốn chúng ta lưu ý và chúng ta cũng học là vì sao ạ? Một cái cách chúng ta có thể tích lũy được từ mới nhanh nhất và hiệu quả, gần như là hiệu quả nhất, đó là thông qua đọc hiểu. Đây là những gì mà cô muốn truyền đạt với chúng ta qua cái đề thi thử số 1. Cô hy vọng rằng nó sẽ rất hữu ích cho chúng ta trong quá trình chúng ta làm bài thi. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi.